Đây là nghi phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mỹ tính dị đoan xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh. Chiều 6 tháng 11 năm 2023, lãnh đạo công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cao Thị Trang, 32 tuổi, tạm trú ở phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lãnh đạo công an thành phố Bắc Ninh cho hay, Trang là nghi phạm đã dùng nhiều chiêu trò để lừa những người bê tính, cả tin. Bước đầu, cơ quan công an xác định, những lúc rảnh rỗi, Trang thường lên mạng xã hội để xem video và bình luận những nội dung liên quan đến bùa ngải vào các video này. Thấy bình luận của Trang, một người phụ nữ ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã nhờ Trang giới thiệu chỗ để làm lễ xe duyên. Chưa biết xe duyên có thành hay không, nhưng nạn nhân đã bị Trang yêu cầu chuyển tiền 6 lần, với tổng số tiền hơn 83 triệu đồng để làm lễ. Tại cơ quan điều tra, Trang đã thừa nhận hành vi của mình và cho hay đã dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được để tiêu xài cá nhân hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ